Xin mến chào cô bác và anh chị đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì một video khoảng 2 tháng trở lại đây thì các cô bác và anh chị mình nghe nhiều đến cái từ đó là hậu Covid. Dịch bệnh thì bây giờ nó đã kéo dài rồi và cái tình trạng mình mở cửa kinh tế thì bắt buộc là mình phải sống chung với dịch và cái tỷ lệ nhiễm thì rất là cao và hầu như là cái tâm lý người dân thì bây giờ mình cũng không còn quá coi trọng cái vấn đề mà nhiễm hay không nhiễm nữa. Nhưng mà nếu mà nhiễm, mình không may mình nhiễm phải thì cái vấn đề sau khi mình khỏi rồi thì cái chất lượng cuộc sống hay là cái sức khỏe của mình có bị ảnh hưởng như thế nào và mình làm gì để mình bảo vệ cái sức khỏe của mình và gia đình. Rất là nhiều cái vấn đề liên quan là nhiều người với những cái thông tin đa chiều ở trên mạng là hậu Covid rất là nghiêm trọng, hậu Covid cần phải bổ sung rất là nhiều những cái thực phẩm mà ví dụ như là cao cấp đắt tiền. Với nhiều người có kinh tế, có cái khả năng tài chính thì cái vấn đề đó nó không bị ảnh hưởng nhiều. Chứ còn nếu mà với người dân bình thường làm công nhân như cô bác anh chị em mình hoặc là một số những người mà người ta lao động chân tay á, thì làm sao để có sống còn ở cái thời buổi dịch bệnh này. Nhiều cô bác và anh chị còn tâm sự là sống còn rất là khó khăn, chứ đừng nói đến cái việc mà mua thuốc bổ, mua những cái thực phẩm nó cao cấp như vậy để ăn, để khỏe. Vậy thì làm sao để hậu Covid mình vẫn có cái chế độ ăn hợp lý và không quá tốn kém. Riêng với gia đình em thì cũng đã bị Covid hết một lượt rồi. Chồng em thì bị trước, mấy mẹ con thì bị sau. Nói chung là cũng đã bị hết rồi. Thì em cũng không có cái chế độ ăn hay là cái sau Covid thì mình cũng chỉ chăm sóc gia đình hơn với những cái thực phẩm rất là bình thường để bổ phổi. Hôm nay em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị những cái thực phẩm hết sức là đơn giản và mình có thể áp dụng hàng ngày, không cần phải là hậu Covid hay là kể cả mình có mắc một bệnh nào đi chăng nữa thì sau khi khỏi bệnh thì mình cũng cần thời gian để hồi phục. Covid cũng vậy, mình đừng quá hoang mang, hiểu đúng về cái thông tin để không bị hoang mang trước những cái thông tin mà người ta đưa ra nhằm trục lợi ở một số nhóm đối tượng nào đó. Ví dụ, bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cái phần mà hậu Covid thì các anh chị và cô bác mình nên sử dụng những cái loại thực phẩm như thế nào để nó giúp cho cái sức khỏe của mình hồi phục nhanh chóng nhé. Theo các nghiên cứu hiện nay cho thấy thì người mắc di chứng phổi hậu Covid thì theo đó thì các biểu hiện hô hấp là phổ biến như là ho, ho khan hay là bị hụt hơi, bị khó thở dai dẳng trong vòng 3 tháng sau khi khỏi bệnh. Thì các bác sĩ nhận định là dinh dưỡng góp phần quan trọng để cải thiện chức năng phổi người bệnh và mình sẽ ăn uống hợp lý để nó cải thiện cái chức năng phổi nhé. Đầu tiên thì để cải thiện chức năng phổi, lọc phổi và làm cho phổi của mình khỏe mạnh thì mình sẽ sử dụng đầu tiên đó là cái nhóm gia vị. Ở đây, đối với nhóm gia vị thì mình sẽ sử dụng đó là tỏi, nghệ và gừng, rất là tốt cho phổi. Tỏi chứa một chất hoạt tính được gọi là allicin, chất này chống lại các cái nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi rất là hiệu quả. Và tỏi cũng có thuộc tính chống oxy hóa rất là cao, giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi cơ thể và phòng ung thư phổi. Đây, cái tỏi rất là tốt. Cái loại gia vị này thì rất là phổ biến, hầu như là trong căn bếp nhà nào cũng thì cũng có loại này. Cái loại thứ hai đó là gừng. Đây cô bác và anh chị, gừng là loại gia vị rất là dễ kết hợp vào các cái bữa ăn để thêm hương vị và tăng cái sức đề kháng cho cơ thể. Chức năng kháng viêm ở trong gừng sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại ở trong phổi, nguyên nhân dẫn đến cái vấn đề sức khỏe. Và cuối cùng đó là nghệ. Đây, cái củ nghệ này. Nghệ có công dụng là làm giảm viêm phổi vì trong nghệ nó có đặc tính kháng viêm rất là cao. Ngoài ra thì nghệ cũng chứa một chất gọi là curcumin. Nó giúp loại bỏ các cái chất sinh ung thư. Vậy là ở cái nhóm gia vị em đã chia sẻ ba cái loại gia vị hết sức quen thuộc: gừng, tỏi, nghệ. Trong bếp nhà nào cũng có. Rồi, vậy là xong cái nhóm gia vị. Bây giờ thì em sẽ chia sẻ đến cô bác và anh chị thêm. Đó là mình sẽ bổ sung vào thực đơn của gia đình thêm các
Loại hạt cũng rất là tốt cho phổi, ví dụ như là các cái loại hạt như hạt điều, hạt hướng dương, hạt bí, hạnh nhân hay quả óc chó. Mình những cái hạt này thì đều là những cái thành phần rất là tốt để làm nên những cái ly sữa hạt rất là thơm ngon và bổ dưỡng cho cả gia đình. Các anh chị và cô bác mình có thể sử dụng cái loại hạt này để xay sữa hàng ngày cho cả nhà uống nhé. Nó giúp cung cấp cho cơ thể một lượng lớn khoáng chất và magie và những cái chất thiết yếu có tác dụng làm giãn cơ trơn bao bọc xung quanh các cái phế quản, từ đó thì làm giãn phế quản, giúp không khí dễ dàng đi qua đường thở và tới các cái phế nang, làm cho cái phổi của mình khỏe mạnh hơn. Mình có thể kết hợp hạt cùng các cái loại ngũ cốc nguyên hạt như là gạo lứt này, diên mạch này, lúa mì nguyên chất này, trong cái chế độ ăn uống để giúp giảm cái nguy cơ mắc các cái bệnh phổi mãn tính và cải thiện cái tình trạng cái sức khỏe hô hấp nhé. Và tiếp theo đó nữa, đó là đến cái nhóm hoa quả thì các anh chị và cô bác mình có thể sử dụng rất là nhiều những cái loại hoa quả tươi để bổ cho phổi. Thì trong đó thì tiêu biểu là cái trái dâu tây á, bưởi và táo. Ở đây thì em có bưởi này, mà dâu tây với táo thì hôm nay em không có mua, nhưng mà tiêu biểu là ba cái quả đó. Trong cái trái dâu tây á thì nó có chứa chất chống oxy hóa rất là cao và nó giúp bảo vệ phổi khỏi ung thư, dịch bệnh và cũng như là nhiễm trùng. Nó làm cho phổi của mình khỏe mạnh hơn. Còn bưởi, bưởi là một cái trái mà rất là quen thuộc rồi, thì nó cung cấp rất là nhiều khoáng chất, vitamin thiết yếu như là vitamin C, B6, axit folic hay là magie, cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho phổi. Cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng, tăng khả năng miễn dịch tổng thể. Ngoài ra thì bưởi còn có cái đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp cải thiện chức năng phổi cho những bệnh nhân mà bị phổi tắc nghẽn mãn tính. Còn trong cái trái táo á, thì nó có chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ phổi khỏi tác hại của ô nhiễm không khí, khói thuốc. Nên là mình có thể sử dụng những cái loại trái cây rất là quen thuộc như vậy. Này thì em sẽ làm nước ép của cái trái dứa hay còn gọi là trái thơm và cái rau diếp cá này. Các anh chị và cô bác mình cũng có thể bổ sung cái loại nước ép này cho cả nhà nhé. Vì trong cái nước ép này á thì rau diếp cá là một cái thành phẩm gọi như là một cái siêu thực phẩm rồi, được rất là nhiều người biết đến với những cái công dụng rất là tuyệt vời cho sức khỏe, một cái loại kháng sinh tự nhiên và nó giúp chống viêm và có nhiều cái công dụng chữa bệnh. Rau diếp cá có một lượng lớn cái chất chống oxy hóa và các cái vitamin giúp ngăn ngừa và chữa lành các ADN rất là hiệu quả. Hai cái loại này có thể kết hợp với nhau thành một cái thức uống rất là ngon và giải khát rất là tốt, thanh nhiệt giải khát cho cả nhà. Với những cái chế độ ăn hợp ngủ nghỉ hợp lý thì các anh chị và cô bác mình hoàn toàn có thể là sau một thời gian thì chỉ cần cái chế độ ăn uống và ngủ nghỉ hợp lý, mình bổ sung những cái chất cần thiết như là chất xơ và các vitamin và khoáng chất cùng với cái chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý thì mình sẽ có một cái sức khỏe như mong muốn mà không cần phải sử dụng những cái thực phẩm đắt tiền hay là những cái thực phẩm cao cấp. Bây giờ thì em sẽ đi làm cái nước ép rau diếp cá và dứa để các anh chị và cô bác mình cùng tham khảo luôn nhé. Mình chỉ cần khoảng nửa trái dứa hay là gọi là trái thơm đó, các anh chị cầm xay cùng với 100 cái gam cái rau diếp cá, và sau khi xay xong thì mình sẽ lọc bỏ cái bã đi và mình cho một chút xíu mật ong và mình uống. Đây là một cái sinh tố hay là nước ép rất là vừa thơm ngon bổ dưỡng mà nó lại rất là tốt cho sức khỏe. Đây, vậy là em đã xay xong cái ly nước ép và dứa và cái rau diếp cá. Với một cái ly nước uống nước ép tự nhiên như này và nó rất là tốt cho cơ thể. Các anh chị và cô bác mình cũng đừng có quá quan trọng là cứ phải đắt tiền mới là tốt. Có những cái loại mà nó không đắt tiền nhưng mà mình chỉ cần chịu tìm hiểu, mình chịu khó mình làm, mình duy trì thì nó cũng rất là tốt cho sức khỏe mà không cần phải là cứ mình ở cái kinh tế mình tới đâu thì mình lo tới đó và mình sử dụng để nó tốt cho cơ thể thôi, chứ không không nhất thiết là cứ đắt tiền mới là tốt nhé. Trong cái ma trận mà bây giờ em thấy họ tuyên truyền về cái hậu Covid rất là nhiều nhiều anh chị và cô bác mình giống như kiểu cái tâm lý mình lo lắng rồi mình đi mua rất là nhiều những cái thực phẩm chức năng về mình uống.
quá nhiều những cái bài thuốc mà chỉ là để hỗ trợ thực phẩm chức năng từ xưa đến giờ họ vẫn bán. Ví dụ như họ bán xưa đến giờ chỉ mấy trăm ngàn đến 1 triệu thôi, bây giờ người ta bán 3-4 triệu mà các anh chị và cô bác mình vẫn kiểu mình không hiểu ấy, nên là mình vẫn mua về mình dùng và nó cũng như vậy, vừa tốn kém kinh tế mà nó cũng chưa chắc đã đạt được cái hiệu quả mà mình mong muốn. Trong cái mùa Covid này thì em xin chúc tất cả cô bác và anh chị mình có một cái sức khỏe thật là tốt nhé, và mình có thể là sử dụng những cái thực phẩm sạch, xanh và lành mạnh cho sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình. Video của em cũng xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở các video tiếp theo. Cảm ơn cô bác và anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh nhé.